Có 5 lý do tại sao mà mình không còn sử dụng toner mà thay vào đó mình sử dụng serum mắt A. Xin chào tất cả các bạn, mình là Ngọc. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh của Ngọc. Khi mà Ngọc chia sẻ về vấn đề này thì có thể là có những cái tranh cãi, hoặc là có những cái ý kiến đồng tình, hoặc là cũng có những cái ý kiến trái chiều. Thì các bạn cũng có thể coi đây giống như là một trong những cái video để các bạn có thể là tham khảo. Hoặc các bạn cũng có thể là có những ý kiến đồng tình với Ngọc thì các bạn cũng có thể comment xuống phía dưới nhé. Điều đầu tiên đó là như các bạn đã biết về toner hay là nước hoa hồng thì nó là một trong những bước để giúp các bạn cân bằng độ pH cho da sau cái bước làm sạch da. Tuy nhiên thì hiện nay trên thị trường có rất nhiều những loại sữa rửa mặt có cái nồng độ pH gần tương đương với da của mình là khoảng từ 5,5 cho đến 6. Và chính vì điều này thì Ngọc không còn sử dụng toner hay là nước hoa hồng sau cái bước làm sạch nữa, mà thay vào đó thì Ngọc sử dụng serum HA luôn. Và cái lý do số 2, và cái lý do này thì Ngọc nghĩ rằng là không chỉ Ngọc thích mà còn rất nhiều bạn cũng thích nữa, đó là việc tiết kiệm về thời gian. Bởi vì như các bạn đã biết thì có rất nhiều bạn này sử dụng toner này, sau đó lại đến bước nước hoa hồng, sau đó lại có thể các bạn sử dụng những loại serum rồi bước treatment. Và nếu như vậy thì chúng ta phải mất rất nhiều các bước khác nhau. Và nếu như mà các bạn nào vào buổi sáng chúng ta bận rộn với rất nhiều công việc hoặc là học tập mà phải sử dụng nhiều bước đến như vậy, rửa mặt xong rồi sau lại toner, sau lại nước hoa hồng, sau lại serum, thì nó tốn của mình khá nhiều thời gian. Cho nên vì thế thì Ngọc không còn sử dụng toner hay là nước hoa hồng, thay vào đó thì Ngọc sử dụng luôn một serum mắt A. Và nhiều khi có những hôm mình bận đến nỗi mà mình không sử dụng kem dưỡng hay gì cả, mà mình chỉ sử dụng serum mắt A sau bước làm sạch, sau đó là mình sử dụng kem chống nắng luôn. Và Ngọc thấy rằng là da của mình cũng rất là ổn áp. Một cái điều nữa thì các bạn cũng nên chú ý, đó là các bạn cũng nên lựa chọn cho mình một cái loại sản phẩm serum mắt A nó có khả năng hút ẩm, cũng như là có cái khả năng để dưỡng ẩm và giữ ẩm cho da các bạn thật là tốt, thì các bạn có thể là áp dụng với cái điều này nhé. Và cái điều lý do số 3 mà Ngọc không còn sử dụng toner hay là nước hồng, thay vào đó là serum mắt A, đó là cái cảm giác là da không còn nhờn hay là kiểu nó nhấp nhấp khi mà chúng ta sử dụng toner hay là nước hoa hồng ấy. Như các bạn đã biết, nếu như mà bạn nào đang sử dụng toner, các bạn sẽ thấy là khi các bạn bôi toner lên thì cảm giác của mình nó cũng hơi nhờn một chút, với cả có thể là có những loại toner nó sẽ lâu thấm hoặc là nó sẽ hơi cảm giác nhấp nháp ở trên làn da các bạn, và cái cảm giác này mang lại cho mình nó không được thích thú cho lắm. Mà thay vào đó thì Ngọc sử dụng serum mắt A. Thì với serum mắt A thì nó là một trong những thành phần có chứa hyaluronic acid, thì như các bạn đã biết thì cái thành phần này nó có khả năng là hút ẩm cho da các bạn, và một phân tử serum mắt A thì có khả năng hút đến 1000 phân tử nước. Chính vì thế thì sau khi mà cái bước này mà chúng ta thực hiện thì các bạn sẽ cảm thấy là cái làn da của mình rất là căng bóng, và hơn nữa là sau khoảng 2 đến 3 phút, vài phút thôi, thì cái làn da của mình sẽ được căng hơn và cũng sẽ không cảm giác là nhờn rít hay là cảm giác dính ở trên làn da các bạn nữa. Nếu như mà bạn nào đang sử dụng, các bạn cũng có thể thấy có những cái hiện tượng này ở trên làn da các bạn, không chỉ là riêng Ngọc đâu. Các bạn thử thực hiện về những cái bước này xem nhé. Một cái điều nữa, và cái lý do số 4 mà khiến cho mình không còn sử dụng toner hay là nước hoa hồng nữa, đó là về cái date, có nghĩa là cái hạn sử dụng. Bởi vì như các bạn đã biết thì đối với những loại mà lọ toner hay nước hoa hồng thì đối với cái dung tích của các cái lọ này nó khá là lớn, nó vào khoảng là 100ml, hoặc là có những chai khoảng 150ml, và nếu như mà để chúng ta sử dụng thì nó khá là lâu mới hết. Còn đối với serum mắt A thì thường thì các cái loại trên thị trường sẽ có dung tích là khoảng 30ml, và khi mà mình sử dụng thì khoảng là trong 1 đến 2 tháng là có thể hết. Và nếu như mà sử dụng toner hay là serum mắt A thì có thể là trong một khoảng thời gian khá là dài, và nếu như mà các bạn mở nắp liên tục như vậy thì nó cũng sẽ làm cho cái hạn sử dụng mở nắp của mình nó phải giảm bớt đi, và cũng như là nếu như mà các bạn mở nắp lâu quá thì cái việc nó sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng sử dụng của cái sản phẩm hay là toner đó. Một cái điều nữa và lý do nữa mà Ngọc không còn sử dụng toner hay là nước hoa hồng nữa, đó là tăng cái độ trải nghiệm hơn. Bởi vì chính cái lý do là dung tích của toner và nước hoa hồng nó khá là lớn, khoảng hơn 100ml, cho nên là để mà sử dụng mà nó hết thì nó khá là lâu. Và nếu như mà các bạn mà muốn mua một sản phẩm mới để trải nghiệm thì các bạn có thể là hơi cảm giác là tiếc, với cả mình sẽ cảm thấy nó để mà nó hết đi để mình trải nghiệm một sản phẩm mới thì nó khá là lâu. Cho nên là nếu như mà chúng ta sử dụng serum mắt A thì trong một khoảng thời gian ngắn, khoảng một tháng, hơn một tháng, chúng ta có thể sử dụng hết cái loại đó, và các bạn có thể thay thế mới, hay là chúng ta có thể sử dụng những cái loại mới để trải nghiệm, tăng cái độ trải nghiệm lên. Và đây cũng chính là một trong số những lý do tại sao mà Ngọc không còn sử dụng toner, mà khá là lâu rồi, rất là lâu rồi Ngọc không còn sử dụng toner
toner hay là nước hoa hồng nữa. Và thực tế thì Ngọc vẫn còn đang để một cái chai toner dở dương, nó khoảng rơi vào khoảng là hơn, còn hơn nửa chai nữa, nhưng mà Ngọc đã không còn sử dụng nữa. Bởi vì Ngọc thấy rằng là khi mà Ngọc sử dụng serum mắt A thì cái da của mình rất là ổn rồi. Hơn nữa thì cái sữa rửa mặt mà Ngọc đang dùng nó cũng có cái nồng độ pH nó gần tương đương với da của mình, cho nên là mình cảm thấy không cần thiết phải sử dụng toner sau cái bước làm sạch nữa, mà thay vào đó khi da đang ẩm thì Ngọc sử dụng luôn serum mắt A. Và đây cũng chỉ là cái quan điểm cá nhân của Ngọc. Các bạn cũng có thể thử chỉ sử dụng serum mắt A mà không sử dụng toner hay nước hoa hồng xem sao, và thử cảm nhận của mình vào một thời gian xem da của mình như thế nào nhé. Thì Ngọc thấy rằng là đối với toner hay là nước hoa hồng thì nó là một cái bước kiểu như vô thưởng vô phạt ấy. Các bạn có cũng được hoặc là không có cũng được. Nếu như mà cái bước trước đó các bạn đã có một cái sản phẩm và nó vừa cân bằng được pH cho da của mình rồi thì không nhất thiết phải sử dụng toner hay nước hoa hồng nữa, mà thay vào đó các bạn cũng có thể sử dụng serum mắt A để giúp là hút ẩm cũng như là cấp ẩm tức thì cho da các bạn. Các bạn cũng có thể cho đây là một cái video tham khảo cho mình và có thể là áp dụng với chính bản thân mình. Nếu như các bạn là trải nghiệm về những cái bước này và rút ngắn được, tiết kiệm cho mình về thời gian cũng như là một chi phí nho nhỏ trong cái routine chăm sóc da của mình, các bạn cũng có thể là comment xuống phía dưới chia sẻ với Ngọc nhé. Xin chào tạm biệt các bạn ở những video sau.